Chương trình liên kết hành động phục hồi và phát triển du lịch giữa ba địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam với thông điệp điểm đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam an toàn và mến khách đã diễn ra với tinh thần quyết tâm cao của ba địa phương đang được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích thúc đẩy du lịch miền Trung phục hồi nhanh chóng và phát triển trở lại thời kỳ hậu COVID-19. Chương trình liên kết phối hợp hành động giữa ba địa phương một cách bài bản và chặt chẽ nhằm đạt được các mục đích cụ thể như gia tăng nhanh việc hồi phục khách du lịch, trong đó lấy khách du lịch nội địa làm trọng tâm và từng bước hồi phục các thị trường khách quốc tế tùy theo tình hình thực tế, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về lượng khách đến cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hoạt động trở lại sau dịch, liên kết được nguồn lực du lịch chung của ba địa phương để tạo động lực giúp hồi phục nhanh du lịch khu vực sau dịch COVID-19. Các địa phương cũng như ngành du lịch cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các bước triển khai với quyết tâm chính trị cao, phục hồi và phát triển du lịch tại khu vực. Lãnh đạo của ba địa phương cũng đã ký kết cái chương trình hành động. Đây là một trong những cái quyết tâm chính trị rất lớn của lãnh đạo ba địa phương trong cái việc thúc đẩy liên kết cái phát triển du lịch của ba địa phương. Và theo đó thì lãnh đạo các địa phương cũng đã giao cho ngành du lịch, cho sở du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch và hiệp hội du lịch các địa phương để phối hợp chặt chẽ trong cái việc xây dựng các cái gói sản phẩm, đặc biệt là trong cái thời điểm hậu Covid đưa ra để mà tập trung khai thác cho thị trường nội địa cũng như là chuẩn bị các cái gói sản phẩm hấp dẫn mang đặc trưng miền Trung để quảng bá tới khách nước ngoài. Trong cái công tác truyền thông thì chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh cái thông điệp của lãnh đạo cao cấp của ba địa phương về một cái điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách. Thứ hai là chúng tôi sẽ tiến hành đẩy các cái chương trình truyền thông đa dạng trên các cái phương tiện thông tin truyền thông đại chúng. Chúng tôi sẽ tổ chức thường xuyên các cái đoàn farm trip, các cái đoàn prep trip, mời các cái blogger nổi tiếng về để đẩy mạnh cái công tác xúc tiến quảng bá. Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa ba địa phương từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là một trong những hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về khôi phục hoạt động du lịch, chương trình kích cầu du lịch, người Việt Nam đi du lịch Việt Nam của Tổng cục Du lịch, tăng cường sự liên kết, hợp tác, phát huy thế mạnh du lịch, tạo đà khôi phục hoạt động ngành du lịch của mỗi địa phương. Hoạt động thiết thực này cũng được Tổng cục Du lịch Việt Nam kỳ vọng về một tương lai tươi sáng hơn thời hậu COVID-19 ở khu vực miền Trung. Cái mối liên kết giữa ba tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế nó là mô hình mẫu rất hấp dẫn. Bởi vì ba địa phương hỗ trợ cho nhau thì cái vùng đất này sẽ trở thành một trung tâm du lịch lớn của cả nước, hấp dẫn nhất trong cả nước. Bởi vì toàn bộ cái nguồn lực di sản của Việt Nam thì hầu hết tập trung ở đây. Bởi vì bản thân du lịch phát triển, khôi phục thì tất cả những ngành kinh tế khác đều có thể đi theo được. Cho nên chúng tôi rất kỳ vọng vào cái mối liên kết giữa ba địa phương này và luôn luôn đồng hành cùng với các địa phương để thúc đẩy cái sự phát triển nhanh nhất có thể. Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp. Do vậy, nhằm thúc đẩy phát triển và phục hồi du lịch, bên cạnh việc đảm bảo công tác phối hợp triển khai có trách nhiệm và đạt hiệu quả cao giữa các cơ quan, đơn vị trong suốt quá trình và thời gian triển khai, cũng cần có sự chỉ đạo, ủng hộ của Chính phủ, các địa phương, ban ngành, các hiệp hội, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch. Và Viettravel với vai trò là một đơn vị du lịch thì chúng tôi cũng đã kết nối, làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ như vậy, cùng với các hãng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ ở tại ba địa phương để đưa ra những cái sản phẩm. Và chúng tôi đã xây dựng từ 4 đến 6 cái sản phẩm đến khu vực này với cái mức giá là giảm từ 30 đến 50% tùy theo cái chương trình. Và đồng thời cũng cùng với các địa phương, đặc biệt là Thừa Thiên Huế, trong cái chương trình truyền thông giới thiệu cái chương trình này đến với khách du lịch cả nước để kích thích và thu hút khách ở cả nước đến với khu vực miền Trung của chúng ta. Với tài nguyên thiên nhiên phong phú, cơ sở hạ tầng được đầu tư, sự liên kết chặt chẽ của ba địa phương cùng sự chung tay của các doanh nghiệp du lịch, chúng ta tin rằng những nội dung thỏa thuận hợp tác sẽ được triển khai một cách hiệu quả, kỳ vọng mang lại những lợi ích thiết thực cho các bên, giúp cho ngành du lịch ba địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam phục hồi mạnh mẽ sau COVID-19. Đồng thời, góp phần phát huy và nâng cao thương hiệu du lịch miền Trung lên một tầm mới, ba địa phương một điểm đến an toàn, mến khách.